Chào các bạn, quay trở lại với công ty cổ phần nội thất và kiến trúc Gen House. Tiếp tục chương trình chia sẻ về xây dựng ngày hôm nay, công ty Gen House sẽ đưa các bạn cùng đi tham quan một cái mẫu nhà cấp 4 với diện tích chiều mặt tiền là 9m và chiều sâu là 12m và 2m phần hiên là 14m. Mời các bạn cùng vào tham quan mẫu nhà này cùng với mình. Xin được giới thiệu, mình là Huấn, phụ trách bên mảng truyền thông của công ty nội thất và kiến trúc Gen House. Mời các bạn cùng vào tham quan mẫu nhà này. Các bạn có nhu cầu về tư vấn, thiết kế và bản vẽ thì các bạn có thể liên hệ tới một trong hai số điện thoại trên màn hình hoặc là dưới phần mô tả. Mời các bạn cùng bắt đầu vào tham quan. Rất là vui mừng khi mà được tiếp tục gặp lại các bạn trong các chương trình chia sẻ về các cái mẫu nhà đẹp ngày hôm nay. Mời các bạn cùng vào tham quan cùng với mình. Vâng, trên màn hình các bạn đang quan sát đây là một cái mẫu nhà cấp 4 máy bằng. Cấp 4 máy bằng với diện tích chiều mặt tiền là 9m và chiều sâu là 12m, tính phần nong cốt và thêm cái phần hiên kia là 2m nữa là 14m. Không gian bên trong thì tương đối là rộng rãi và tiện nghi. Đầy đủ công năng thì bao gồm là một phòng khách 25m2, hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh khép kín và một khu vực phòng ăn và một cầu thang. Các bạn quan sát, tí nữa mình sẽ đưa các bạn vào tham quan chi tiết cái mẫu nhà này. Mọi nhu cầu về tư vấn, thiết kế và bản vẽ thì các bạn có thể liên hệ tới một trong hai số điện thoại trên màn hình hoặc là dưới phần mô tả để nhận được bản vẽ sớm nhất. Các bạn quan sát đây là cái phần bên hông của ngôi nhà đây. Đó. Đây là hai cửa sổ của hai cái phòng ngủ. Một phòng ở đầu trên, một phòng ở đầu dưới và cái nhà vệ sinh thì nằm ở khu vực ở giữa. Đây, các bạn quan sát cái ô cửa sổ này được thiết kế rất là hài hòa. Vâng, đây là cái phần hiên chìa ra ở phía trước đây, cái phần hiên chính. Mẫu nhà cấp 4 hình hộp. Đấy. Mẫu nhà cấp 4 hình hộp mái bằng. Rất là đẹp luôn. Đó. Đây, các bạn quan sát cái phần bậc lên và cái phần sân ở phía trước. Được thiết kế với vuông thành sắc cạnh, không cầu kỳ. Đấy. Ở ngoài này thì mới được sơn lót một màu thôi. Đây, phần sân ở phía trước này. Đấy, phần sân ở phía trước đây và bậc thì gia chủ thiết kế thêm 3 bậc đi lên nữa. Đây, còn phần sân ở phía trước này. Đây, các bác thợ mộc đang lắp cửa đây. Nếu các bạn có nhu cầu về thợ mộc ở khu vực của tỉnh Hà Nam hoặc là các tỉnh lân cận của Hà Nam thì có thể liên hệ tới số điện thoại của bác chủ thợ mộc đây. Đấy, cái cửa này bác ấy đang lắp là gỗ lim Nam Phi với cái chi phí là 2,2 triệu một mét vuông, là trên mặt bằng là khu vực của Bình Lục Hà Nam, của tỉnh Hà Nam. Đấy, còn tùy theo cái mặt bằng xa hơn thì cái chi phí nó sẽ thay đổi tùy theo. Đấy. Cái hệ cột này thì được thiết kế vuông thành sắc cạnh và rất là to để tạo cái độ bề thế cho ngôi nhà. Như các bạn quan sát, rất là bề thế. Hệ cột tương đối là to. Chú ơi, cái gì mồi nhà chú có nhà không nhỉ? Cho cháu mượn tí. Cột này là 40. Dây mồi ấy. Bác thợ mộc cho em xin cái số điện thoại chị. Và 0915 028 853. Bác tên gì nhỉ? Vâng, bác Hương. 0915 028 853 đúng không bác? Đấy, các bạn có nhu cầu về thợ mộc đặc biệt là tỉnh Hà Nam hoặc các tỉnh lân cận thì cứ liên hệ tới bác Hương. Bác sẽ phục vụ. Đây là nhà của anh Hiên Điện Nước Phủ Lý. Và đây là nhà, đây là của anh Hiên Điện Nước ở Phủ Lý. Nếu mà các bạn có nhu cầu về điện nước thì có thể liên hệ. Đấy. Thì nó mình sẽ công bố số điện thoại của anh Hiên. Đây, cửa rất là đẹp. Đây, đây là không gian của phòng khách này. Khách này thì là không gian tổng là 25m2.
khách sẽ lên cầu thang và đến phòng ăn. Phía bên này là hai phòng ngủ và bếp. Đây các bạn quan sát không gian phòng khách 25m2, chuông chắn và đẹp. Có thiết kế một cái khung tranh ở đây. Bên này là một phòng ngủ, bên kia một phòng ngủ nữa và trong cùng là phòng ăn. Ngủ nữa là nhà vệ sinh. Một cái mẫu nhà rất là đẹp. Đây là phần trần đây. Cửa sổ cũng rất là rộng. Đây là phòng ngủ đây. Cửa chính đấy. Các bác thợ thì đang tiến hành hoàn thiện cái phần cửa. Đây là cái khu vực của phòng ngủ này. Cái phòng ngủ này thì có thiết kế thêm một cái bể nước nữa. Phòng ngủ này diện tích rất là rộng, khoảng 20m2. Phòng ngủ rất là rộng luôn, 20m2 cái phòng ngủ này. Đấy. Trong nhà này thì được sơn cái màu trắng sữa. Hai cửa sổ thoáng. Đây là các bạn đang có mặt đây trong phòng ngủ nhé. Phòng ngủ rất là rộng. Phòng ngủ rất là rộng. Đây, bể nước đây. Đấy, phòng ngủ xong rồi đi ra là một cái bộ cửa rất là đẹp đây. Tay nắm các thứ rất là đẹp luôn. Tay nắm này là nguyên cái tay nắm này là 2 triệu. Đây là cầu thang này. Cầu thang và đi đây phía ngoài là khu vực của phòng khách đây. Đây. Cầu thang đây. Đây cầu thang. Đây là khu vực của phòng ăn. Rất là rộng. Phòng ăn này diện tích cũng vào khoảng 25m2. Đấy, phòng ăn rất là rộng. Có cửa sổ thoáng. Đây là cái cửa này là đi sang bên hông. Từ phòng ăn nhìn ra phía phòng khách. Ở đây là khu vực của nhà vệ sinh. Một nhà vệ sinh và đây là một phòng ngủ nữa. Phòng ngủ phía trong này thì hẹp hơn phòng ngủ phía ngoài. Ngủ phía trong này thì diện tích 12m2, tương đối là rộng và đạt tiêu chuẩn. Đây là nhà vệ sinh đây. Nhà vệ sinh. Mình đang đứng từ phía khu vực của nhà vệ sinh đấy. Cầu thang. Cầu thang rất là đẹp. Đây, cầu thang này. Trang này thì nhịp rất là rộng. Nhịp này là tới khổ là 1m2, rất là rộng luôn. Khu vực của đây bác chủ nhà đây. Bác chủ nhà này là chuyên về điện nước. Đấy, các bạn có nhu cầu về điện nước thì có thể liên hệ. Anh cho cái số điện thoại để anh em 0983 16 36 26 26. Anh tên gì nhỉ? Anh Hiến. Vâng, anh Hiến chủ nhà. 0983 16 36 36 26. 0983 16 36 26. Anh Hiến chủ nhà.
Các bạn có làm điện nước thì có thể liên hệ. Đây là anh Hiến làm trực tiếp cho nhà mình luôn. Các bạn cần về điện nước thì cứ liên hệ ở khu vực của thành phố Phủ Lý hoặc là các cái địa bàn các huyện lân cận hoặc là các cái tỉnh quanh Hà Nam, anh đều phục vụ. Mọi nhu cầu về tư vấn thiết kế bản vẽ thì các bạn có thể liên hệ tới một trong hai số điện thoại trên màn hình hoặc là dưới phần mô tả. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Rất là rộng luôn. Đây là cửa bên hông. Đây, bà về đây rồi.